nay chúng ta sẽ cùng mukbang với món sashimi. Ủa? Gì đó? Thực ra thì ở đây anh vẫn chưa chuẩn bị được sashimi, nhưng mà nhiệm vụ của anh bây giờ là đặt hàng thôi. Chắc chắn là sẽ có nhiều bạn hỏi anh là tại sao anh không ra quán để ăn cho nó ngon, cho nó đẹp. Thì kem cũng biết rồi đấy, anh là một người hướng nội, anh cũng muốn ra quán lắm chứ. Nhưng mà ra đấy mọi người nhìn anh quay clip ngại lắm, với lại anh sẽ không nói chuyện được một cách thoải mái tự nhiên. Biết là ra ngoài quán thì người ta sẽ chuẩn bị cho anh được những cái đĩa đồ ăn cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng. Nhưng mà thôi, hướng nội, low key, ngại lắm. Sashimi thì anh cũng đã từng ăn khá là nhiều rồi, nhưng mà món anh ăn chủ yếu chỉ là cá hồi với lại cá trích ép trứng thôi. Còn mấy cái món khác ấy thì anh có cảm nhận là nó không được ngon cho lắm, cho nên là anh cũng chưa từng thử qua. Nhưng mà hôm nay ấy thì anh quyết định là anh sẽ mua thật nhiều các loại sashimi về để mukbang cho nó đã. Nhưng mà liệu nó có mắc lắm không ta? Ui, kem ơi. What? Mới chỉ đặt xương xương thôi. Đây, đây là một cái clip mà anh cũng khá là đầu tư. Sau khi đã add mã giảm giá rồi thì nó còn 1.393.000. Cũng khá là đau lòng đấy. Nhưng mà thôi, dù sao nó cũng vào bụng anh hết mà. Đặt đơn. A few moments later. Sắp tới rồi kem ạ. Anh phải đi đón anh em mới được. Chỗ này lâu quá trời luôn. Có không anh? Dạ dạ. Ok, cảm ơn anh. Hả? Chết rồi. What? Anh thấy hình như là có điểm rồi các em ạ. Ui, không biết là cái nước gì nó đã chảy ra ngoài này ấy. Các em nhìn này. What? Wow, quá là đã luôn. Ê, tính ra là người ta cũng cho anh hai cái khay khá là đẹp ấy. Yes. Anh không cần phải bỏ ra đĩa của anh nữa, bởi vì đĩa của anh không đẹp bằng luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ làm gì? Chụp hình cùng Facebook chứ làm gì. Xong. À, chụp hình để làm hình bìa nữa. What? Hình thumbnail của YouTube ấy thì nó là một cái gì đấy rất là quan trọng luôn. Nếu như mà hình không đẹp, không có gì đặc sắc thì chắc chắn là kem không bấm vào xem rồi đúng không nào? Lại bảo không phải đấy. Uầy, anh bị kiểu kích thích quá khi mà nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như thế này. What? Hóa ra đây là combo sushi kèm sashimi các em ạ. Anh đã nhìn nhầm. What? Đâu có ai muốn ăn cơm nữa đâu. Nhìn như thế này thôi đã thấy no lắm rồi. Thôi không sao, anh nghĩ là anh cũng sẽ giải quyết hết chỗ này thôi. Uầy, người ta cho rất là nhiều nước tương luôn này. Còn đây là wasabi. Ăn nhiều wasabi luôn. What? Cho nó ngon. Uầy, tự nhiên chảy nước miếng các em ạ. Uầy, nhiều quá. Đầu tiên thì sẽ khởi động nhẹ nhàng bằng một miếng cá hồi. Hôm trước ấy thì anh có đi ăn mì udon thì anh cũng có gọi một cái phần cá hồi để anh ăn. Thì nhiều bạn nói là ui, trông anh ăn ngon thế, hôm nay anh sẽ ăn ngon hơn cho các em xem nhá. Yes. Uầy, dính hơi bị nhiều wasabi luôn. Ấy, miếng cá hồi nhìn rất là tươi, rất là hấp dẫn luôn đúng không nào? Ngon lắm các em ạ. Ui, cá hồi bình thường đã ngon rồi, bây giờ anh sẽ ăn đến bụng cá hồi. Cái món bụng cá hồi nó còn tuyệt vời hơn nữa cơ. Nhắc mới nhớ, chắc là anh không nên làm lố quá đâu. Tại vì á, trong cái clip trước anh ăn có hơi lố lố một tí mà có bạn nói là không biết là anh này có cắn không. Dỗi thật sự. Các em có biết cái xanh xanh là gì không? Wasabi ấy. Một cái kinh nghiệm của anh khi mà ăn wasabi ấy là nếu mà cay quá thì kem đừng có thở bằng mũi. Kem cứ hít vào bằng mũi mà thở ra bằng miệng. Hoặc là hít thở bằng miệng luôn được. Nhưng mà không hiểu tại sao lần này anh lại thấy bụng cá hồi không ngon bằng cái miếng cá hồi này chứ. Anh nghĩ là chắc là cũng có nhiều bạn được ăn cái món cá hồi sashimi này rồi đúng không nào? Để mà miêu tả ấy
thì anh chỉ muốn nói là nó rất là tuyệt vời. Nó hơi béo béo ngậy ngậy, nó không hề có một cái cảm giác tanh gì hết. Wow. Mặc dù nếu mà anh ngửi tổng hợp tất cả các loại sashimi ở đây ấy, thì anh thấy vẫn thấy có một chút gì đó hơi tanh tanh. Nhưng mà riêng cá hồi ấy, thì khi mà đã chấm với nước tương wasabi rồi thì nó không hề có một cái vị tanh tí nào luôn. Nó không hề ngán, mặc dù khi mà cho vào miệng thì có cảm giác như kiểu là chúng ta đang ăn một cái miếng mỡ vậy. Bởi vì nó mềm mà nó tan ra rất là nhanh. Đặc biệt là giữa các thớ thịt ấy, thì cũng có rất là nhiều mỡ luôn này. Mà khi nuốt xuống ấy, nó lại có một cái mùi hương đặc trưng của cá hồi. Thơm ơi là thơm, quá là tuyệt vời luôn ấy. Tiếp theo thì anh sẽ ăn đến cá chẽm. Anh thấy là có nhiều bạn ăn sashimi theo cách lạ lùng lắm. Bạn ấy cuộn với rau này xong rồi bỏ thêm rất là nhiều các loại topping khác. Nhưng mà như thế ấy, thì anh nghĩ là nó sẽ làm giảm đi cái vị tươi ngon của cái miếng sashimi mất. Đối với cái miếng đầu tiên ấy, thì anh luôn lựa chọn là ăn tươi nuốt sống nó. Không biết là anh đã từng được ăn chưa, mà nếu mà có ăn rồi thì bây giờ anh cũng quên hương vị của nó rồi, tại lâu quá rồi mà. Đấy, sau khi nhúng qua wasabi ấy, thì anh nghĩ rằng nó đã chín rồi. Quên mất, mời kem nhé. Theo như anh thấy thì nó không ngon như cá hồi. Cái cá chẽm này mặc dù nó hơi dai, nó dai hơn cá hồi, cái thịt nó chắc hơn cá hồi đấy. Nhưng mà anh lại có cảm giác nó không béo ngậy được như cá hồi. Với lại là cái hương vị đặc trưng của nó ấy, thì nó không được thơm cho lắm, nó cứ sao sao ấy. Nó cũng không có cái gì đấy quá là nổi bật đâu. Nhưng mà thực sự nếu mà so với cá hồi ấy, thì nó cũng phải được tầm 7-8 điểm. Cũng không đến mức là quá tệ đâu. Còn đây chính là cá cam. Không biết cái con cá cam nó trông như thế nào nhỉ. Mà cái thịt của nó thì cũng có cái màu hơi cam cam thật. Cam cam vàng vàng ấy. Ừ, hơi tanh tanh nha. Một cái miếng cá cam khá là bự. Cá này thì hơi bở. Nó bở hơn cá hồi nữa cơ. Và anh nghĩ là nếu mà phải cảm nhận một cách sâu sắc lắm ấy, thì mới nhận ra được cái hương vị của nó. Anh chỉ có cảm nhận được là nó có hương vị giống cá biển. Cái gì vậy bà nội? Nói chung là hơi vô tri đúng không kem? Thật sự là rất khó để có thể mô tả được cái cảm giác của anh lúc này đối với kem. Uầy, nuốt xong rồi thấy nó tanh tanh ấy. Anh thấy là nó cũng khá là giống cá thu. Mà kiểu như là cá thu đã được chế biến rồi ấy. Cái hương vị của nó cũng na ná như vậy luôn á. Cho nên là nếu mà lần sau khi mà đi ra quán ấy, thì anh cũng sẽ... Anh nghĩ là đối với bản thân anh thì anh sẽ không gọi cá cam đâu. Mà tiếp theo thì chúng ta sẽ thử với cá ngừ. Uầy, cái miếng cá ngừ này nhìn đẹp quá kem ạ. Đó, các em thấy chưa? Trông nó rất là bắt mắt luôn, rất là hấp dẫn. Thậm chí nó còn đẹp hơn cả cá hồi nữa cơ. Nhưng mà anh nghĩ là cá ngừ thì cũng sẽ... Ồ, không tanh nhá. What? Cá ngừ không tanh. Hình như là con cá ngừ nó còn to hơn cả con cá hồi nữa phải. Yes. Ngày trước thì chị Thơ đã từng mua một con cá hồi to chà bá về để làm món sashimi ăn rồi đấy. Hôm đấy thì phải nói là anh và chị Thơ đã ăn đến phát ngán luôn. Oops. Nhưng mà không hiểu sao chị Thơ cắt cái con cá hồi đấy nó không được đẹp mắt tí nào. Cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái trải nghiệm lắm luôn ấy. Cắt không đẹp thì chắc chắn là ăn không ngon rồi. Thôi các anh không dài dòng nữa, anh sẽ ăn cái con này luôn. Ôi, anh sặc wasabi thôi chứ không phải là nó không ngon đâu nhá. Ngon thật kê mà. Wow. Mấy lần đi ăn sashimi ấy, thì anh cũng muốn kêu cái món này. Nhưng mà anh toàn đi ăn chung với chị Thơ thôi. Mà chị Thơ thì bị dị ứng với cá ngừ. Cho nên là anh đã không gọi. Mà không ngờ cá ngừ ngon vậy. Cái thớ thịt của nó thì dai dai. Nó rất khác với cá hồi. Khi mà ăn chúng ta có cảm giác như kiểu nó đã từng được chế biến qua rồi ấy. Nó dai theo cái kiểu là đã được chế biến ấy. Nhưng mà càng nhai lại càng thấy ngọt. Nó không chỉ ngọt ngọt mà nó còn mặn mặn nữa. Anh nghĩ không phải do anh chấm quá nhiều. Mà là nó có cái hương vị mặn tự nhiên ở trong thớ thịt ấy. Wow. Vừa mặn vừa ngọt. Ê, ngon lắm luôn đấy. Lần này thì anh sẽ ăn kèm thử với rong nho xem nào. Mời kem một miếng này. Nhiều bạn nói anh là sao anh trợn mắt to thế. Nhưng mà ngon mình phải biểu cảm chứ. Không biểu cảm thì mọi người làm sao mà biết mình ngon được. Nó không kiểu tạo cho chúng ta cái cảm giác bừng tỉnh mọi giác quan giống như kiểu là ăn cá hồi đâu. Nhưng mà cái con này ăn lai dai càng nhai càng ngon. Ngon lắm luôn ấy. Chúng ta có thể nhai thật là lâu. Càng nhai nó càng ngọt càng mặn. Đã. Tiếp theo hãy cùng đến với bào ngư sashimi. Đây là con bào ngư các em ạ. Bào ngư là một cái con rất là mắc luôn ấy. Người ta hay nói là bào ngư này vi cá mập này. Đấy, và hôm nay thì anh đã được ăn bào ngư sống sashimi luôn. Bình thường ấy thì anh chỉ được ăn bào ngư kiểu người ta nấu trong cháo thôi. Và anh thấy là nó cũng không có cái vị gì đặc biệt lắm. Hôm nay thì anh sẽ ăn tươi nuốt sống nó. Mời kem. Nhiều wasabi quá. Nó cũng rất là dai.
nó dai như kiểu là con ốc vòi voi ấy. Ở trước thì anh đã được ăn ké con ốc vòi voi với chị Thơ rồi. Con đấy chị Thơ chế biến cũng không ngon lắm. Nó không tanh nhưng mà nó cũng không ngọt lắm đâu các em ạ. Anh nghĩ lý do mà nó mắc với lại nó được nhiều người nhắc đến ấy là bởi vì chắc là do nó có cái giá trị dinh dưỡng cao. Yes. Ăn nó thì sẽ rất là bổ, cho nên là người ta mới bán mắc như vậy. Còn về cái mức độ ngon á thì anh cũng không đánh giá cao nó lắm đâu. Nó cũng chỉ ngon giống như kiểu là con ốc vòi voi thôi. Ăn nó cũng khá là lạ miệng. Tiếp theo sẽ là bạch tuộc. Tuộc bạch tuộc. Bạch tuộc mới đúng. Nhìn cái miếng bạch tuộc này hơi bị ghê luôn đấy kìa. Không biết có phải là bạch tuộc sống hay không đã. Anh nghĩ là không phải đâu. Người ta đã chế biến rồi á. Có thể người ta đã luộc rồi. Anh nhai thì nó không được dai đâu. Nó hơi bở bở. Nhưng mà nó không ngọt một tí nào. Sao ta? Không ngon lắm. So với các loại trước đấy mà anh đã từng được ăn ấy thì nó không ngon lắm đấy. Thậm chí nó còn hơi tanh tanh cơ. Oh, tính ra cái đĩa bên này á toàn là lặp lại những cái món mà anh đã từng ăn thôi. Anh nghĩ là mình sẽ phải đậy nó lại và bảo quản nó thật là tốt để đến tối ấy thì anh sẽ dành để ăn tối. Đáng nhẽ là 1.3 triệu anh có thể mua được nhiều món hơn rồi. Biết vậy là không mua cái combo này rồi. Cứ tưởng mua combo sẽ được hời nhưng mà không phải. Nó chỉ hời cho những người nào ăn nhiều thôi. Còn những người mà quay video như anh thì muốn đa dạng ấy thì phải đặt riêng từng món, nhưng mà như thế thì cũng đắt lắm. Tiếp theo sẽ là món hàu Nhật Hyogo sashimi. Wow, hàu Nhật luôn. Vậy là người ta đã đánh bắt ở biển của Nhật Bản à? Wow, con hàu này nhìn to quá. Nhưng mà nhìn cái con hàu này còn sống, ăn kiểu ghê ghê ấy kìa. Không biết là có ăn được thật không ta. Nó lại còn chảy nước ra nữa. Cái nước của nó lại còn đục đục nữa chứ. Mà ăn như thế nào nhỉ? Bây giờ chẳng nhẽ anh lại bỏ hết vào miệng à? Và sau đó thì anh không hiểu sao người ta có thể ăn được cái món này. Nó tanh khủng khiếp. Để anh mô tả cho các em nghe nhé. May mà anh chưa nuốt. Anh mới chỉ nuốt một tí thôi mà. Kiểu như là cái cổ họng của anh đã không chịu đựng được nữa. Và nó muốn đẩy tất cả lên. Nếu mà anh không xử lý kịp ấy, thì bao nhiêu công sức ăn uống ban nãy của anh là đi hết rồi. Cái con hàu này nó không cứng, mà nó nhũn nhũn, nó mềm mềm. Xong rồi nó còn bở bở nữa. Ghê ơi là ghê. Giả sử nó mà mềm mại mướt mát như cái miếng đậu hũ ấy thì anh còn chấp nhận được. Đằng này ấy, nó mềm, xong nó còn nhũn nhũn nữa. Ghê chết đi được. Nhưng mà kinh khủng nhất ấy vẫn là cái hương vị cực kỳ tanh của nó. Không thể nào nuốt được luôn ấy. Thực ra cái video này cũng không giống mukbang lắm, bởi vì chả có ai mukbang mà thấy gớm như anh đúng không kem. Đấy, thì anh tổng kết lại, sashimi cá hồi đối với anh vẫn là chân ái, vẫn là cái loại sashimi ngon nhất mà anh đã từng được ăn. Số 1, đứng ở vị trí số 2, đó chính là sashimi cá ngừ. Thứ 3 là sashimi cá chẽm. Thứ 4 là sashimi cá cam. Thứ 5 là sashimi bào ngư. Thứ 6 là sashimi bạch tuộc. Và cuối cùng, cái loại tệ nhất, đó chính là sashimi hàu. Chắc là bởi vì anh không ăn được cho nên là anh nghĩ nó tệ thôi. Chứ đối với nhiều người thì có thể nó lại là một cái món ngon thì làm sao. Và cái bảng xếp hạng này của anh ấy thì cũng chỉ dựa vào những cái món sashimi mà anh đã mua được thôi. Nó cũng chỉ coi như là một cái để các em tham khảo thôi nhá. À, khoan. Hình như là còn có sashimi trứng cá nữa này. Để anh kiểm tra xem đây là trứng cá gì. Đây là món tobiko hay còn gọi là trứng cá chuồn. Anh sẽ thử một ít thôi. What? Sao nó có cái mùi thum thủm ta? Có mùi thum thủm các em ạ. What? Không biết là có phải đấy là cái mùi đặc trưng của cái loại trứng cá này không? Ủa? Nhai mãi không thấy hết. Mới đầu anh tưởng là ăn cái trứng cá này nó sẽ vui. Nhưng không, ăn mệt lắm. Nhai hoài không hết. Nhưng mà nhai xong thì nó sẽ vỡ ra và có một cái nước gì đó chảy ra trong miệng anh. Cái nước này thì nó hơi mặn mặn, nhưng mà nó cũng có cái mùi gì đó lạ lạ. Nói chung là anh không thích cái mùi này lắm. Cho nên là anh sẽ xếp nó ở vị trí thứ 7. Còn cái sashimi hàu kia thì anh sẽ xếp nó vị trí cuối cùng. Nó luôn là cái vị trí cuối cùng.
Chắc là Kem không thấy ai mukbang mà nói nhiều như anh đâu đúng không? Thôi bây giờ anh sẽ mukbang tiếp vậy. Chắc là video đến đây cũng khá là dài rồi, anh phải kết thúc nó ở đây thôi. Nếu như Kem thích video này hãy cho anh một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin tạm biệt và hẹn lại Kem ở những video sau. Nếu Kem muốn anh làm những cái video như thế nào tiếp theo ấy thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho anh biết với nhé.